Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 1 tháng 11, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Trảng Bom và lực lượng thú y kịp thời phát hiện và ngăn chặn hơn 4 tấn thịt heo chết tại một cơ sở giết mổ ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom trước khi mang đi tiêu thụ. Cơ sở giết mổ động vật do Lê Phê Tê, ngụ ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom làm chủ. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy tờ kiểm dịch về số thịt heo nói trên. Số thịt heo bị phát hiện, một số đã bị bốc mùi hôi thối. Chủ cơ sở này khai nhận hàng ngày thu gom heo chết từ các trại heo và hộ dân nuôi trên địa bàn tỉnh, sau đó mang về cơ sở mổ, phân loại rồi mang bán cho các cơ sở chế biến giò, chả, lạp xưởng, xúc xích, bán thức ăn cho người trên địa bàn tỉnh và tỉnh Bình Dương. Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thịt heo nêu trên cùng với các công cụ, phương tiện liên quan để điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.